Đâu và chú Tuấn Anh. Chia Sóc Đâu và chú Tuấn Anh. Anh, anh. Vô vô, check bài lại nào. Check it. Mấy sắp nói là mọi người ơi. Ok, ok, hai bạn có bắt tay nhau không à? Có muốn bắt tay nhau không à? Ok, respect. Vẫn nhớ leo lượt chơi của chúng ta chứ. Vẫn nhớ lượt chơi chứ, Sóc Đâu. Ok, có muốn đi trước hay là quay nón gì không? Alo, alo. Em nghe. Dạ được. Ok, quay nón luôn đúng không? Ok. Alo. Ok, ok. Sóc Đâu, vô bên đây. Yo, ok, chúng ta đây. Let's go. Go. Yeah. Chú Tuấn Anh, round 1. Ê, chú Tuấn Anh là người nổi tiếng. À, mày làm sao có thể mà gắn được cái nổi miếng? Bởi vì người ta vào Facebook tao để mà bốc họ, còn vào Facebook Sóc Đâu để mà sóc họ. Nên là tao thấy mày không chinh ở đâu rồi. Bởi vì tao thấy thằng này cũng đâu rồi. Sóc Đâu không thể nào khóc đâu. Bởi vì mày đứng đây có vẻ run rẩy. Và tao cho mày biết, và tao rap như xôn bầy. Và tao sống như này, sống làm giống phải sống cho chuẩn vào. Mày cứ như thế thì bây giờ là bận nào, không bao giờ được tha thứ. Và bây giờ thì tao giống như là thằng cha tao. Ok, vẫn biết là ok mình... Yeah, Sóc Đâu, let's go. Yo, Sóc Đâu sẽ giết chú Tuấn Anh. Tao sẽ cho mày nghe, cho mày bú trứng nhanh. Nói mày nghe, trình mày đến từ đất Bắc. Mày chỉ là kém cỏi, trong ta đây là xuất sắc. Có là 30 giây, mày phải nói với khán giả là ba tôi đây. Trời đất ơi, tại sao mày không chịu yêu? Tao nổi tiếng, bài Trần bằng nửa triệu view. Vô, đó là nói về Trần. Tao nói cho mày nghe, cái khuôn mặt mày bần thần. Vô, không phải để cho chúng bay khè. Nếu mà tao là Trần, tao có súng đây nè. Yeah, round 2, round 2, round 2. Thằng đất này tao với mày hôm nay mày phải sủa ít thôi. 30 giây dành cho bố của Rick Joy. Và tao đến đây, tao là trai tình. Tao đến không phải để nấu, đến để xem thằng con trai mình. Và nó rap hay quá, mày cứ ở đấy xong rồi mày lại hóc hột. Con trai tao nó đang ở trên top 1. Và mày lại có nhiều thứ cần nói ra. Mày nói mày là hổ trần. Tao thấy mày cứ bận thần, đấy là hổ và sông xanh. Và tao đến từ cổ loa đâu anh. Ok, Sóc Đâu. Yo, check it. Sóc Đâu. Yo, trên mày làm gì đủ mà ăn long. Tao mà ra Hà Nội thì tao hóa thành Thăng Long. Bởi vì sao? Tên của tao là Hoàng Long. Mày là đàn bà, còn tao đây là đàn ông. Mày biết rồi, tao nói nè, trận này mày bị tao giết rồi. Ok, mày có là ai cũng chết cả. Trận này chỉ như vậy thôi là cũng đủ biết kết quả. Sóc Đâu là vô địch. Nói cho mày nghe, mày thiệt là ngổ nghịch. Trình của mày tới từ team AK. Sau tao như súng đạn bắn mày xuyên qua da. Ok. Yeah. Everybody, mic drop, roll. Yeah, why trở lại? Why? Drop it. 3, 2, 1. Yeah. Xin được chúc mừng Sóc Đâu Winner.